Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay từ đây là phần nội dung chỉ tiết. Lúc gần 9 giờ ngày 15 tháng 4, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 81,6 triệu đồng một lượng mua vào, 83,8 triệu đồng một lượng bán ra tăng 1 triệu đồng một lượng chiều mua và 700.000 đồng một lượng chiều bán so với cuối tuần trước. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji tăng 600.000 đồng một lượng mỗi chiều, lên mức 81,2 triệu đồng một lượng mua vào, 83,7 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận tăng 600.000 đồng một lượng chiều mua và 300.000 đồng một lượng chiều bán, để là 81,2 triệu đồng một lượng mua vào, 83,4 triệu đồng một lượng bán ra giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh, giao dịch phổ biến 74,5 đến 75,35 triệu đồng một lượng mua vào và 76,4 đến 77,25 triệu đồng một lượng bán ra. Nếu biên độ giá mua bán vàng nhẫn ở mức 1,9 triệu đồng một lượng thì với giá vàng miếng là 2,5 triệu đồng một lượng. Giá vàng trong nước tăng bởi ảnh hưởng từ thị trường quốc tế. Giá kim loại quý tăng gần 12 đô la Mỹ trên một ao, 0,5% lên mức 2.355,6 đô la Mỹ một ao. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm Việt Nam đồng trên đô la Mỹ áp dụng cho ngày 15 tháng 4 là 1 đô la Mỹ bằng 24.096 Việt Nam đồng, tăng 14 Việt Nam đồng so với cuối tuần trước. Tại ngân hàng Vietcombank niêm yết giá đô la Mỹ ở mức 24.810 Việt Nam đồng, mua vào 25.180 đồng Việt Nam đồng bán ra, giữ nguyên so với cuối tuần trước. BIDV tăng lên mức 24.900 Việt Nam đồng mua vào, 25.210 Việt Nam đồng bán ra. Tại Agribank là 24.830 Việt Nam đồng chiều mua vào và 25.180 Việt Nam đồng chiều bán ra. Các nhà đầu tư đang theo dõi sát diễn biến xung đột tại Trung Đông và nhấn mạnh rằng căng thẳng tại Trung Đông đã tác động lên thị trường tài chính toàn cầu từ cuối năm ngoái. Đây là một trong những lý do khiến kim loại quý gần đây liên tiếp lập kỷ lục từ đầu năm, giá vàng đã tăng 14% do nhu cầu trú ẩn lên cao. Ngoài ra, giá dầu thô tuần trước cũng lên đỉnh 6 tháng do nỗi lo gián đoạn nguồn cung khi Iran hiện là nước sản xuất dầu lớn thứ ba OPEC tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ. Dù vậy, Chris Quetton, giám đốc nghiên cứu tại Pepperstone nhận định việc giá dầu đi xuống cho thấy mọi thứ dường như vẫn đang được kiểm soát tốt. Động thái của Iran không khiến thế giới ngạc nhiên, thị trường đã dự đoán được điều này và phản ánh vào giá cuối tuần trước ông cho rằng vàng tăng nhẹ vì nhà đầu tư nhìn nhận Israel sẽ trả đũa. Nếu điều này thực sự diễn ra, giá các tài sản rủi ro sẽ lao dốc. Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, có tên viết tắt là MXV, đánh giá xu hướng tăng của giá vàng sẽ tiếp diễn trong cả ngắn, chung và dài hạn. Đặc biệt, sau các diễn biến mới nhất về chiến sự vừa diễn ra giữa Iran và Israel trong ngày 14 tháng 4, giá vàng có thể sẽ tăng mạnh trong tuần này, hướng tới mốc 2.500 đô la Mỹ một ounce.